đây đây hướng dẫn này, lưng này lưng cám hạ cám rất đơn giản thôi. Đây là cái chốt này, bên này cũng có chốt này, để ý này, bên này cũng có chốt này. Đây là máng máng hộp nhá, đó mình muốn lưng lên thì lưng lên nước nào thì lưng lên thôi. Đó lưng như là lên thì là cái kia này sẽ rộng lên này. Đây đó, đó đơn giản, hai bên điều tiết với nhau thôi. Đó. Đó. Bên em đó. Đang làm cho chạy 2.000 thịt. Đây máng này, máng đầu. Máng đầu chân ra chuyển xe. Đây máng đầu đây. Máng đầu này máng đầu cho lái nhé. Bình thường nó đạt 3,3 cân. Đó, 3 cân 4 rồi anh nhìn, anh nhìn thấy không? Để em nào không lờn vờn đâu. Đó, nó 4,30 luôn. Rồi anh em nào muốn cần máng gì liên hệ với mình nhá. Theo số điện thoại 0972 977 810. Rồi, cảm ơn mọi người.